Xin chào các bạn đến với kênh Cà Phê Tám Chuyện. Vì sao mỗi lần ra triều, Gia Cát Lượng đều mang theo 100 thị vệ cầm kiếm? Ông đề phòng ai? Nói đến Gia Cát Lượng, có thể coi ông như một nhân vật có hồn ở Thục Hán. Không qua khi nói không có Gia Cát Lượng thì không có Thục Quốc. Vì vậy người dân Thục Quốc thực sự yêu mến và kính trọng Gia Cát. Nhưng có người phát hiện ra một vấn đề trong Tấn Thư, đó là miêu tả Gia Cát Lượng thường mang theo 100 thị vệ vào triều. Vậy tại sao Gia Cát Lượng lại làm như vậy? Gia Cát Lượng có sợ bị ám sát không? Như chúng ta đã biết, Lưu Bị đã phát động chiến tranh chống lại Đông Ngô sau khi ông ta xưng đế, định lấy lại Kinh Châu. Tuy nhiên, một trận hỏa hoạn ở Di Lăng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng chủ lực của Lưu Bị. Ông cũng bị ảnh hưởng nặng nề và qua đời vì bệnh tật ở thành Bạch Đế vào năm sau đó, bỏ lại Gia Cát Lượng một mình. Phải biết rằng, nhà Thục Hán mới thành lập chưa đầy 3 năm, nội tình còn chưa yên. Lúc này tân hoàng đế Lưu Chấn mới 15 tuổi, không có khả năng kiểm soát quân sự và chính trị. Vì vậy, với Gia Cát Lượng lúc này điểm mấu chốt là làm sao Thục Hán nội ổn, ngoại an. Trong Tấn Thư có chép Gia Cát Lượng ở cuối thời Thục Hán danh tiếng ngày càng cao, địa vị dưới một người. Nhà Thục Hán đặc biệt phê chuẩn cho Gia Cát Lượng đem 100 binh ra vào triều, đây là vinh dự tối cao lúc bấy giờ. Không chỉ vì thể diện và địa vị của Gia Cát Lượng, mà còn đảm bảo an toàn cho bản thân Gia Cát Lượng. Trong chính quyền Thục Hán cũng có nhiều phái, không phải là một khối, nói chung được chia thành 4 nhóm: Cổ Phái, Kinh Châu Phái, Đông Châu Phái và Nghĩa Châu Phái. Đại diện của phái Cổ Phái là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Giản Ung, Tôn Càn. Không chỉ vì thể diện và địa vị của Gia Cát Lượng, mà còn đảm bảo an toàn cho bản thân Gia Cát Lượng. Trong chính quyền Thục Hán cũng có nhiều phái, không phải là một khối, nói chung được chia thành 4 nhóm: Cổ Phái, Kinh Châu Phái, Đông Châu Phái và Nghĩa Châu Phái. Đại diện của phái Cổ Phái là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Giản Ung, Tôn Càn. Phái Kinh Châu có Gia Cát Lượng, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Tưởng Viễn, Phí Huy và anh em nhà họ Mã. Phái Đông Châu có Pháp Chính, Lý Nghiêm, Hứa Tĩnh, Mạnh Đạt, Đổng Doãn. Phái Nghĩa Châu có Hoàng Quyền, Lý Khôi, Mã Trung, Tiêu Chu và Vương Bình. Phe Cổ Phái và Kinh Châu là những người cai trị nhà Thục Hán, và Gia Cát Lượng là nhân vật cốt lõi sau cái chết của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều người muốn giết ông ta và cử hàng trăm vệ sĩ để bảo vệ Gia Cát Lượng là hợp lý. Khi Lưu Bị còn sống, nước Thục vẫn có thể thống nhất. Nhưng khi Lưu Bị chết, nước Thục tan rã, chia thành nhiều phe phái. Tuy bề ngoài đều ủng hộ Lưu Chấn nhưng ai cũng có chút ít của mình đằng sau hậu trường. Gia Cát Lượng với tư cách là phụ tá kim thừa tướng của nhà Thục Hán, đương nhiên là mục tiêu tấn công của họ. Vì vậy Gia Cát Lượng đã đưa cận vệ vào triều để bảo vệ mình tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có ý kiến gì khác thì hãy comment bên dưới nhé.